Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết Bắc Bộ có sự chuyển biến bởi không khí lạnh tăng cường xuống. Trời vừa mưa, gió đông bắc thổi mạnh, nhiệt độ giảm càng khiến giá rét thêm. Nền nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống ở các tỉnh Bắc Bộ. Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại, trọng tâm rét tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai với nhiệt độ thấp nhất là từ 8 cho đến 11 độ, vùng núi là từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Sang đến ngày 18 tháng 1, khối không khí lạnh khô bao trùm toàn bộ khu vực nên thời tiết Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái khô ráo. Vào ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ có xu hướng tăng lên, do vậy trời sẽ bớt rét hơn. Đối với các tỉnh thành miền Trung, ngày hôm nay không khí lạnh tác động xuống sẽ gây mưa và làm nền nhiệt độ giảm. Cụ thể, tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, cao nhất ngày cũng vào ban ngày không vượt quá ngưỡng là 17 độ. Khu vực từ Quảng Bình xuống Quảng Ngãi là từ 18 cho đến 25 độ. Với các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Lui xuống phía Nam, tác động của không khí lạnh chậm hơn nên hôm nay ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên trời vẫn có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên mức là từ 25 cho đến 29 độ, với các tỉnh Nam Bộ là trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Đến với thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ hôm nay gió trên các vùng biển sẽ mạnh trở lại. Ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả phía Tây của vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Như vậy là do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ giảm. Sang ngày 18 và ngày 19 tháng 1, trời rét đậm rét hại diện rộng. Vì vậy, người dân cần chú ý có các biện pháp giữ sức khỏe của mình. Ngoài ra, bà con ở các tỉnh vùng núi phía Bắc cần tiếp tục có các biện pháp phòng chống rét tích cực cho cây trồng và vật nuôi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.